Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại quận ủy Cẩm Lệ. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thành Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025 thôi giữ chức danh Bí thư quận ủy Cẩm Lệ, điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được phân công điều động đến nhận công tác tại quận Cẩm Lệ. Chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy và giữ chức Bí thư quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng hai đồng chí Lê Quang Nam và Phan Thị Thúy Linh được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm và phân công nhiệm vụ mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị hai đồng chí tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.